Đúng rồi á, mai tức là như họ hỗ hỗ trợ mạnh lắm, tại vì thì những cái trường cái chương trình của họ thì chính quyền chính phủ mình cũng ưu tiên hỗ trợ cho, cũng giống như á, là công dân của Nhật là một, làm việc bên này, hai nữa là những doanh nghiệp mà làm việc có những doanh nghiệp của Nhật á, đâu mai đó ưu tiên cũng là sắp xếp cho những công nhân ở cái những doanh nghiệp đó cũng cũng, cũng chính. Người Nhật họ rất nhiệt tình trong cái công việc này. Việt Nam bây giờ mình thấy bắt đầu cũng chích cũng kha khá rồi đó, có mấy người quen ở Việt Nam cũng đã chích rồi đó. Có, trong đây có Mã Giang nè, Mã Giang nãy mới mới đâu trong đây nè. Nãy quên quên hỏi Mã Giang coi là hôm bữa sau khi chích thì có sốt không biết hết chưa. Coi cái phản ứng như thế nào. Có cái chuyện này nè. Đúng ra là cái chuyện này là tôi trao đổi với A Quy nè, với lại mọi người thấy cái điểm này đúng không? Nếu mọi người tham tham dõi trên không gian mạng Facebook á, mọi người chú ý vô hai cái trang, hai cái kênh là NTD với cái kênh Khai Khai Nguyên gì đó đó. Tôi thấy hai cái kênh đó cực kỳ có vấn đề, mà có vẻ là đa số người Việt bị dính phải cuốn vào câu chuyện này từ cái thời mà cuồng chum tới bây giờ. Toàn là mấy cái kênh điểu không đó hả? Đúng rồi, nó đẹp cái là ai bị Việt Nam biết sao không? Nó thì đó là nó khi mình xem á, thì mọi người á, sẽ nhìn nhận nó là cái kênh chống Trung Quốc đúng không? Anti á, gọi là anti Trung Quốc á. Đúng chưa? Nhưng mà đa số những người mà ở bên đó họ không nhận ra một cái việc thế này. Tại sao chúng ta không đặt vấn đề ngược lại là nó cố tình như vậy để làm gì? Và nó cứ tới giờ phút này mà nó vẫn còn ca ngợi là Trump sẽ quay lại thế này thế nọ. Mà đặc biệt trong cái thời điểm mà bầu cử, những cái kênh đó là cũng là một cái nguyên nhân mà nó gây chia rẽ dữ. Tại sao chúng ta không đặt vấn đề ngược lại? Là họ cố tình như thế để mục đích gây chia rẽ cái trong lòng nước Mỹ. Đúng không? Mà cứ nghĩ là nó anti Trung Quốc là ủng hộ, là cực kỳ sai lầm đó. Cái kênh đó nãy tôi mới nói đó, là nó đưa cái tin đó trong mà mọi người ấy nhảy vô trang đi, nhảy vô trang tôi có đăng trên trang á, là nó đăng cái tin là vaccine Mỹ và sau khi tiêm xong chết 4.000 người đó. Cái kênh NTD đó Vaccine của Mỹ, vaccine của Mỹ chích cho ở Mỹ này á đào. hả? Vaccine của Mỹ chích chích ở Mỹ này chết 4.000 người. Sau khi tiêm á, tức là sau khi tiêm nó đăng đó, mọi người vô xem đi, là tôi mới đặt câu hỏi là có rất cần sự giải thích của ai đó đó, mọi người vô xem đi, tức là cái kênh đó đó, thì vấn đề nó nằm đâu? Lu su bu dữ gì trời, quá làm gì mà chết 4.000 người dữ vậy? Trong trang tôi đăng đó, tôi có copy lại, tôi đưa cái hình ảnh nó lên luôn á, vào trang xem thử đi. Bởi vì tôi nói là những cái trang này á, tôi đặt vấn đề từ lâu rồi, mà do là những người mà gọi là cuồng chum ở bển, mấy ông ba sọc ở bển mà ông mà mới không hiểu mà cứ ông lao đầu vô ủng hộ đó. Bởi ai Việt nói fake news nhiều khi nó hay Mình dùng biết. mấy cái tip, mấy cái idol để nó câu view đồ này kia. Mình đồng ý. Mình đồng ý là vấn đề là nó giật fake news, nó giật tít, nhưng mà ý mình nói ở đây là cái gì? Mình nói là cái bản chất của những cái kênh này nó là cái gì, việc ra hình dung không? Mà cái thời điểm trước đây á, tức là ý mình nói là mình xoay lại vấn đề cuối cùng là gì, là chính những cái cộng đồng người Việt ở đó, là những cái nhân phần gọi là chống cộng quan đó, mà thời điểm mà nó cuồng chung với lại để gọi là giữa nội bộ xào xáo mà đấu đá lẫn nhau á, thì cái chuyện chính á, hoặc là mà cụ thể là những cái thằng ngồi kênh truyền thông mà làm live như thằng Trần Nhật Phong, thằng Trương Quốc Huy, con Thanh Tâm, tụi nó thì lại không đi phân tích những cái chuyện này ra để cho cộng đồng người Việt ở bên đó thấy được cái điểm trái điểm phải của những cái kênh này, để cảnh báo nhau mà đoàn kết lẫn nhau. Là tức là cái điểm của mình là nó mình muốn xoáy vào điểm đó, là tại sao cái chuyện hậu hữu của nó gọi là thiết thực nhất, nó phải vạch ra cái bản chất đó để cho cộng đồng bên đó thấy được rằng cái bản chất của những cái kênh này là cái kênh láo xạo, cái kênh fake news đưa những cái tin gọi là kích động cái chiều hướng người ta phải cuồng người này cuồng bên kia,
mà cái chiêu bài của nó là nó dựa trên vấn đề là nó anti Trung Quốc đó, cái đó mới là bên kia dính trưởng. Thì những cái thành phần đậu mẹ nó ngồi đó, nó sủa trên 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 cái like đó, nó kiếm tiền đó, thì nó không biết đưa ra để cho đồng bào kiều bào bệnh người ta nhận ra cái bản chất đó, lại đi lo ba cái chuyện gì đâu không à, lại lại đi ở chuyện đổ má lo đi quyên góp để đổ ủng hộ ông Trump, quay lại ủng hộ ông Trump thưa luật sư. Ông thấy tào lao không? Việt Nam thấy tào lao không, đúng không? Trong khi cái chính kia là nó gây ra cái sự mà chia rẽ rất là sâu sắc giữa cộng đồng người Việt với nhau, và cái câu chuyện mà đâu có từ cái bộ bầu cử mà thế này thế nọ thì tụi nó không vô làm. Bởi vậy đâu có, tại sao mà đâu có, tôi có đè đầu mấy đó, tôi chửi hoài là như vậy đó. Tôi thiệt, tôi đè đầu mấy người mẹ ngồi mà kênh chừng lên like mà đâu mấy sổ kiếm cơm á, Đúng mục rồi. đích của tụi nó cũng chỉ đâu mày chỉ tiền tụi nó thôi, chứ tụi nó đâu mấy thương yêu gì ai, đấu tranh gì ai đâu. Xác nói chính xác ra thì dòng do Tam Quốc cái đám tụi nó thì cũng chỉ là lên cào cấu kiếm tiền thôi, Đó, quăng ba bản cái chất của nó là vậy thôi. ta lên giật gân rồi cho bà con nghe nhảy vô để nó lấy view Đó, đâu có bởi vì gì. mà tôi thiệt mấy đó tôi đè tôi chửi hoài à, lâu lâu có dịp lên đúng đúng kèo là tôi chửi. Đúng kèo tôi chửi à, chứ mình thừa hiểu câu chuyện là vấn đề những cái trang đó là cái trang tào lao, ý là mình muốn đưa lên để làm vậy là gì, để mình có những cái mình không thể, ví dụ như mình không thể mình cặn kẽ với những người bên đó được, bởi vì họ đâu có tin mình, đúng không? Thì mình chỉ vấn đề gọi là gợi ý thôi, còn nếu mà nó có tầm hiểu biết, nó nhìn vô thì nó phải hiểu chứ, Nhưng hiểu chứ thì bắt đầu người ta mà có nhiều cái YouTuber luôn, mấy đại ca lên nói chuyện, nó nói chuyện trên trời dưới đất, nó nói chuyện mà mình dường như rồi. thế là mình thấy sao mà nó không có hợp, nó không có đâu vào đâu. Cái là mình nghe cái là mình thấy ba xạo ba đĩa liền, mà nó nói ví dụ Đúng rồi, thì có men. Giống như ba cái vụ mà ông Trump đồ quay trở lại rồi đó, ừ làm sao mà quay được, quay cửa gì, quay đường nào, ông đã xong là xong rồi mà cứ nói là ngày đó ông Trump quay. Mình nói thiệt, mình không có bên ông nào hết á, mình sống ở đây mình không có phe cộng hòa, không có phe chủ nữa, mình cứ làm đúng cái công dân mình sống thôi, làm ăn thôi. Nhưng mà mình thấy nhiều cái người mở cái YouTuber ở bên đây lên nói nè, ngày đó Trump sẽ ra lấy lại ghế gì này kia, mình nghe ý như là mấy đứa con nít như là diễn hài vậy đó. Mà sao có nhiều người nhảy vô ủng hộ, nghe khí thế mà. thì bởi vậy mình chỉ nói thế này nè, Việt Nam nè, mọi người công nhận không? Đâu phải nước Mỹ, dù sao người ta cũng phải có cái nền hiến pháp, cái luật pháp của người ta, muốn gì phải đụng mẹ đâu phải chuyện dẫn chơi. Ông phải ông đã cái chuyện mọi chuyện rõ ràng mà ông kêu rồi tới ngày đó ông Trung quay lại sẽ là cái gì là lấy lại quyền lực, đâu phải vậy là đảo chính à, đúng không? Đây Nếu 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 mà thật sự tới ngày đó mà ông Trung quay lại lấy lại quyền lực thì đủ, vậy là không lẽ đâu phải nước Mỹ sẽ là đảo chính à, công nhận không? Vấn đề là đảo chính mềm hay là đảo chính gọi là có bạo động thôi. Tụi tao lao động cái cơ bản vậy thôi rồi nhìn cũng không ra nữa, mà nó cũng hồ gió ủng hộ thế này nó đụng bánh gì mà mấy mà toàn là bị đổ phá những cái kênh, đổ phá cái kênh tào lao nó dắt mũi không đó, nó bị những cái kênh đó đổ cái kênh mà nó dựa trên chiêu bài chống tào á, đổ dắt mũi đổ khoe khoái lắm, đổ lao đầu vô đổ ủng mà mấy hộ người thì đó ở đó mấy đây. người đó là đang sống ở cái đất nước văn minh đó, nghe nói là Thì sống bởi vậy đúng không? như vậy, mà lên nói rồi nhiều người tin, mà mình thấy chả khác nào mấy người đó đang bôi xấu cái nước người ta đang ở á. Rõ ràng đâu, bởi vậy mình mới nói là có, tức là mình quay đi quay lại vấn đề mình nói, nếu mà thật sự mẹ mấy cái thằng kia mà nó gọi nó có lương tâm một chút xíu á thì nó phải rồi mới cảnh báo cho người kiều bào bạn biết là đừng để đừng có xa đà vào cái câu chuyện không đáng có. Và thứ nhất là cái quan trọng nhất là mình cũng làm tự mình làm đẹp cái hình ảnh của mình trong cái dân bản xứ, đúng không? Ủa, mình sống như vậy mình phải mới mới được chứ, trong khi mình ở đâu ăn nhờ ở đậu vô mấy nhà người ta còn làm ba cái chuyện tào lao biết đâu, rồi cho dân địa phương bản xứ nhìn nó ghét thêm thù thêm. Đúng rồi, ơi Việt, một số gì một số có những thằng ngu dốt mới tin, đâu má tin nhiều, có nhiều người tin lắm em, nhiều người tin lắm mà Mẹ ơi Việt, làm như là mấy người đó họ
mình nói với mấy người bạn mình nói rồi, mới kiếm tin chính thống đọc giùm đi. Ủa, cứ toàn là coi ba cái tin tào lao gì đâu không mà chi cho nó nhức đầu mệt vậy. Ủa mà coi nghe mấy cái tin nào chính thống làm sao, nghe tin tầm bậy tầm bạ rồi quả như mấy ông già mà qua bên đây ở nhà buồn con cháu nó không có, nó coi toàn là đầy Mỹ hay gì không hay gì đó, rồi nó đi làm hết rồi ở nhà buồn quá, mở tivi mở mấy cái đài của ở bên hải ngoại này nè, rồi bị trúng độc trúng thuốc cho nên tin thì mình không nói, đằng này là người trẻ luôn á nha, dã man thiệt á. Khổ nhiều lắm, nhiều lắm rồi đó. Qua tin cho đã xong cuối cùng mẹ không, người Việt đi ra đấu đá lẫn nhau chẳng ra cái gì. Trời ơi, không thấy nó trong khi có nhóm bên đó nó đòi giết nhau quá. Rồi đó, đó đó ai quên thế chơi đầu có chở cái tàu và đó, mấy cái chuyện tàu tao của bà đúng không. Khổ đó, mình nói vậy đó, bên đây kiểu nó vậy không à. Chán tối ngày toàn là mấy chuyện tào lao mà vui, làm gì cho ra hồn cái. Trong khi những cái chỗ mình sống, cái chỗ mình ấy ở đây không lo, có bao nhiêu người đang bị cần sự trợ giúp giúp đỡ đổ bên đây đúng rồi lo. Ô, ai đi lo đâu á, ba cái chuyện trên trời dưới đất đâu đâu mà. Bởi vậy mới nói thiệt với Việt Nam á, nó càng nói ra thì đụng mày càng nắm đầu, đụng mày mấy cái thằng mà kêu gọi quyên góp á là chửi không cái gì hết. Đúng không? Đụng mấy cái chuyện thiết thực nhất thì đụng mấy ông quyên góp nó làm đâu, làm ba chuyện tào lao với đâu, đụng mày đi dựng tượng. Dựng tượng. Đúng không? Rồi dựng tượng xong rồi đụng bây giờ mình chưa kể đặt vấn đề nè. Rồi mình nói đặt vấn đề đụng nó báo ôi tượng bị người ta phá này, phá nọ, bị đổ thừa cho mấy hôm đét không biết, đụng bây giờ tôi đặt vấn đề nè. Dính người các ông rồi ông gài tuồng để ông đủ gây quỷ nữa được không? Việt Nam cũng nhận không? Ừ. Đúng chưa? Bây giờ tôi đặt ngưỡng vấn đề đủ, bây giờ không ai xác minh được rồi, ổ chính xác là phá. Mấy ông sơ hở, mấy ông đủ mấy đổ thừa hôm đét không à? Đủ hôm đét dễ đổ thừa quá. Đúng không? Bây giờ tôi có đặt vấn đề này, đủ mấy tụi bay hết cơm ăn rồi, giờ tụi bay kiếm chuyện, đủ mấy tụi bay sai thằng nào đó. Tối ra tụi bay phá xong cái tụi bay có cái lý do để tụi bay quyên góp tiếp. Được không? Ừ. Hợp lý chứ còn nữa. Ừ. Một đúng không? Một là tự biên tự diễn rồi phá xong đổi thừa kiếm tiền quyên góp. Hai á là phe này xây được, phe kia xây không được, đủ quá tức quá. Đúng. Ra đậm. Thằng được ăn, thằng đéo được ăn. Bây giờ xây tua nhau thôi, đủ mày ăn được đầu rồi. Thôi giờ để nó phá rồi tôi kiếm được hai. Đúng, đúng không? Đúng. Mình nói được xuống được. Tào lao thiệt tình nói bởi vì nó càng nói tới đầu. Càng chửi không cái gì. Để đi vô cái tiệm mua cơm cho mọi người coi nha, coi cơm Việt Nam coi. Mọi người có nhớ cơm Việt Nam không nha? Khoan đã, để đeo khẩu trang vô cái đã. Năm công khúc này đâu mà đường xá rồi, khúc này đâu nhìn thấy đẹp ha. Cái này thuộc Thuận An, Bình Dương. À, về tới Bình Dương. À, đi thẳng vô là chợ Trái Thiêu á. À, thẳng vô là chợ Trái Thiêu á. Vô cho mọi người coi cơm nha. Coi cơm Việt Nam nha. Lướt sơ qua cái nào. Lướt sơ qua cái thức ăn món gì. Em không cơm chỉ được không? À, cơm chỉ. Đó, đây là cơm chỉ. Wow, đồ ăn quá trời. Trời ơi, đồ ăn bao la. Ai cái món nào nó cũng ngon hết giờ sao ta? À. Ủa, tôi nghe gì? Ủa, cái kia bao tử cá hả chị? Dạ đúng. Ờ cho cái đó đi. Một hộp mang về. Bao tử cá ba sa đó, xào cải chua. Đúng không? Đó còn mắm ruốc nè, gà kho trứng cút nè, khổ qua xào trứng nè, cá chê chiên nè, đó đậu ngon hết, sườn nướng, gà quay có hết nè. Em không vừa ra em không bạn em không
chóng mặt ông quá. Trụ. Vậy. Vui. Nhìn là nhớ Việt Nam rồi đúng không? Đó này kiểu đó. Thì mọi hôm là đây. Mọi hôm là họ đang ăn trong này, bây giờ dịch bệnh cho nên là bán mang quà thôi. Dở hoài rồi ca, đang thấu tiền không ơi. Đây nè. Đó. 25.000 thôi. 25.000 à? À? Một 25.000 mình mua một hộp vậy mình được chọn mấy món? Muốn chọn mấy món thì chọn, tức là nếu mà ăn mua trung bình một món á thì là 25.000. Được ra hiểu không? Ví dụ bữa nay muốn ăn thêm món nào nữa thì họ sẽ tính thêm. Hình dung chưa? Ok. Nè, thì một phần cơm đó là bao gồm là hộp cơm nè, một phần đồ ăn mặn đúng không, một bịch rau sống với một bịch canh, đúng chưa? Đó, 25 tiền. Đâu quá bèo đúng không, quá êm đúng không? Vậy thôi chứ muốn gì nữa. 25.000 nếu mà nhiêu bằng một lần mình ăn bên này, gần tương đương mình ăn lần cũng gần 25 đô. Ừ, gấp 10 lần hả? 25 đô tính ra gấp 10 lần hả? Ừ, mình ra mình ăn trưa, mỗi lần mà mình đi làm nhiều khi mình chạy ra mình ăn trưa tém qua tém lại 20 mấy đô, chuyện bình thường đó. Đây một cơm đó là chỉ có 25 ngàn, là coi như tính ra có 1 đồng chứ mấy, hơn 1 đồng chút đúng không, đồng mốt. Lại việc cỡ da ha, thực ra nếu mà 25 đô bên này ăn là phê phủng luôn á. 25 đô bên này là ăn tức là mình không ăn cơm bình dân này nha. 25 đô là không ăn cơm bình dân này đó, đi vô những cái quán gọi là cơm niêu biết không. Cơm niêu là rất là nhìn nó rất là sang, mà đồ ăn nó nóng hơn, tức là nóng tại chỗ. Còn cái dạng này là cơm giống như cơm công nghiệp. Nhưng mà cơm vậy, cơm công nghiệp. Cơm mấy cái cơm vậy mà ăn ngon á. Này họ nấu theo khẩu vị gia đình mà. Cơm vậy ăn rất là ngon. Mình về mình đi ra nhiều lần, mình chạy xe mình đang đi dọc đường đói bụng quá mình cũng tấp vô mình ăn. Ăn đã thì ăn super ngon luôn mà rẻ. Đó. Còn xích lên trên này chút thì bên tay trái có mấy quán hủ tiếu mực, tức là quán cũng mì đặc sản á, mì Quảng. Mì Quảng rồi lẩu cá thác lát nữa. Lẩu cá thác lát này ngon lắm á. Nhưng mà tại vì mùa dịch thì vấn đề người ta không bán thôi, hoặc bán mang quà thôi. Về đó đi nhậu cái quán nhậu của ông Lê Vũ Cầu kêu là Vợ Đậu. Cái quán đó nó nằm đối diện với cái hãng sữa Thống Nhất gần trường. Tôi kêu cái lẩu lựu đạn. Tôi quan có nghe lẩu lựu đạn chưa? Chưa, cái chắc do ông đặt tên đúng chế thôi đúng không? Thì chắc vậy, kêu cái lẩu lựu đạn. Cái lẩu ra mấy cái trứng một vịt lộn á, cá thác lát, chả thác á, rau tần ô đồ ha. Vậy mà ngon dã man á. Ngọt. Lẩu mà bảo hộp vịt lộn vô là nước ngọt lắm. Chả cá thác lát rồi rau tần ô rồi nữa, rồi xong mình kêu chai rượu sake á. Rượu sake uống nóng á đúng không? Của Nhật á. Uống nóng á đúng không? Đúng, nó có cái lẩu nhỏ nhỏ để cái chai rượu vô cho nó nóng nữa. Mình với hai thằng bạn ngồi nhậu mà nó sướng chưa từng thấy mà nó rẻ rề vậy. Quất cái đó vô là gọi là tê tê như lựu đạn nổ luôn á. Sướng. Cái lẩu lựu đạn nổ bánh xác. Giờ ông đó ông chết rồi, mấy cái quán nhậu dẹp luôn rồi. Đúng rồi, thất truyền, gọi là thất truyền đúng không? Thất truyền luôn. Thất truyền. Bên đó mấy giờ rồi? Chỗ mình thì giờ này là 10:53.
tối 10 giờ 30 phút tối. Bên đây là 12 giờ trưa. Hay chưa? Giật cơm. Rồi thôi vậy thôi, chắc Thơ Quang làm gì làm đi. Mình lên tám. Ok. Rồi, cảm ơn Việt Rai. Nghỉ trưa đồ gì nữa. Khi nào có dịp về Việt Nam thì anh em gặp nhau đúng không? Ở Việt Nam chắc anh em cũng phải làm chầu lai rai rồi cho vui. Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Mình gì chứ mấy đó mình khoái Việt Nam ngồi nhậu dĩa hè đồ này kia vậy mà vui. Dốc sương mù đúng không? Hồi xưa có dốc sương mù đúng không? Biết không? Cái mà ông già ông gọi biết cái chuyện gì. Ok thôi vậy thôi ha. Bye bye Thơ Quang nha. Ok bố. Thì dưới này thì nó đang báo lên hôm qua hôm kia thì mấy chục ca thì vẫn bình thường. Tức là cái khu nào ấy thì họ phong tỏa khu đó thôi. Cho em nhậu nữa nhé. Khỏe. Ok luôn Trương Khôi. Không cần kìa. Công dân chỗ nhà nghe luôn hả? Mình chạy xuống miền Tây chưa bao giờ xuống tới Trà Vinh chỗ nông dân nha. Nếu mà có dạ, ai qua bên qua lại với bố ai qua lại với bố mẹ Tây chơi là mình khoái lắm á. Không biết mai đó. Để mai coi con chạy về được không, chạy về. Vậy cũng đạt cái lẩu chất lượng á Trương Khôi. Dạ. Ở Thủ Đức chỗ mình có mấy cái quán dê thật á, kêu là dê thật á. Lẩu là bá phát. Dạ. Ghê quá. Ông già mới gọi thông báo dưới Gò Vấp. Ồ vậy hả? Tình hình dưới Gò Vấp. Ông kêu thôi nếu mà ở Bình Dương đi. Tại vì cũng hay cuối tuần hay chở mẹ con đó với về thăm ông bà già mà. Ông kêu thôi đừng có về nữa. Tình hình dịch bệnh vậy thôi cứ ở đó đi. Dưới này thì có mấy chị mấy anh rồi khỏi về mất công. Ok vậy mà. Ok nông dân cảm ơn Việt Rai nha. Chị chơi ok hết dịch có cơ hội hết dịch mình về chơi chứ gì, hy vọng về gặp nông dân rồi về miền Tây Trà Vinh này kia vui nhau chơi coi. ông từ Bến Tre ông qua nông dân chút xíu chứ mấy, qua cầu Cổ Chiên là tới mẹ rồi. Từ Bến Tre chạy đi Trà Vinh, mình chưa bao giờ mình đi tới Trà Vinh đó Thơ Quang. Từ Bến Tre từ Móng Cày xuống xuống Trà Vinh có nhiêu, có 20 cây chứ nhiêu. Ồ vậy hả? Qua cầu Cổ Chiên là tới rồi. Đâu biết đâu, tại vì mình về lần nào mình cũng về Bến Tre mình thăm mộ mã ông bà đồ đó. Nếu từ Mỏ Cày nha, nếu từ Mỏ Cày nha, chứ còn từ trong Mỹ Tho xuống thì khoảng chắc 50 không tới 50 đâu, có 40 á, 40 30 gì á. Nếu mà từ từ Mỹ Tho xuống. Còn từ Mỏ Cày xuống thì gần. Đâu, rồi coi. Lúc mà về về Bến Tre Mỏ Cày ông bà rồi cái tẹt qua bên Trà Vinh chỗ nông dân mình làm cổ với nông dân coi hát giọng cổ xong rồi tôi với ông nông dân leo dừa leo cao đồ lội sông lội rạch đồ này kia. Cái lương hả đúng không? Ok Thơ Quang vậy thôi nghỉ ngơi đi, cái gì gặp sau ha. Ok Việt Rai, cảm ơn bạn. Bye bye. Chào anh chị em nha. Ok. Đúng không, thì hôm nay là phối hợp review đúng không, về cái kèo đó rồi nha. Giữa quê thì ta cứ một cơm bắt mình đi trả giá, ông đừng có xin tạc ông ta như mai nha. Bữa nào tôi đi chợ tôi trả giá ông đừng có la nha.
Dạ. Quê thì mua cơm thì đúng không? Này mà mình thách cái đám đó, đó. À, giờ làm đi đó, mà không làm được thì thôi thì dài cho đi, đừng có lên mạng, lên Facebook kêu gào thương dân đồng bào tôi rồi gì đó nha, nhức đầu lắm. Vậy nha mọi người nha, thì sẽ kết thúc cái live ở đây nha. Kết thúc cái live ở đây, vậy hẹn mọi người gặp mọi người cái live cái review sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đưa mấy hồng dùng cái gì vậy? Bye bye. Không em, đâu có tiền bạc gì đâu. Dễ, nằm mặt tiền đường mà. Bye bye, bye bye, bye bye. Bây giờ cơm rồi, bây giờ gặp nhau sau nha. Chào mọi người, ok.